Giờ mình đang ở đường Hòa Lu, xíu nữa mình sẽ hướng tới dự án VinCity, nằm tại quận 9, đường Nguyễn Xiển. Mấy bữa nay thì mình sẽ đi cập nhật những cái tiến độ dự án, quay lại cho mình xem luôn. Thì bây giờ đường Hòa Lu bây giờ họ cũng đang xây dựng rất là nhiều ha, cho thuê nhà nghìn căn, nhưng mà mấy bữa nay thì hầu như đường xá ở mình chính rất là bụi do những cái xe họ chở những cái khối lượng đất đá lớn và công trình ở đây thì đường xá nó hay mau xuống cấp do xe quá nhiều, xe tải quá nhiều. Ngay ngã ba Lò Lu Nguyễn Xiển mình quẹo trái về VinCity ha. Đất nè, bán đất tại đây. Em có thể trang lại bụi quá chịu không nổi luôn. Đây là cầu treo chảo ha. Thi công bên trong ở đây những cái bảng mà trưng những cái bảng bất động sản ở đây dân rất là nhiều ha, hầu như tập trung những cái nhà môi giới, những cái bên công ty môi giới họ mở ở đây rất là đông, tập trung ở đây tại vì dự án ở đây họ cũng biết là đang rất là nóng, những cái khu đất của VinCity giá đột biến trong vòng 2-3 tháng nay. Bây giờ như trong đường lô 22 có những lô đất là trên 40 triệu mét vuông rồi. Khối lượng đất đá nhiều rồi, trời ơi, họ làm rồi triển khai hôm bữa mình đi đâu có đông dữ, nay sao nhiều dữ rồi ta, đông dữ rồi, rồi quá trời luôn nè, thì xem nè, bây giờ 3-4 giờ mấy nè, 5 giờ rồi vẫn còn làm, bên trong họ có làm những cái đường xá nè. Khối lượng kiểu này thì tiến độ thi công là cực kỳ nhanh nha. Để mình đếm coi bao nhiêu cái cổng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30. 30 cái cẩu, 30 cái xe cẩu. Hơn 30 mà chuyển về nữa. Rồi quá dữ.
Wow. Đang làm bơm cát. Trời ơi, sang lắp nhanh ghê. Tôi phải đóng cọc quý vị ha. Đây quá bụi luôn. Đường đây kinh khủng bụi. Chỗ nào bụi nhiều là chỗ đó có tiền à. Biết sao. Lạ. Giới bán rất là nhiều. Mình thử vô bên đây coi. Biết rồi. Thử vô đây coi bên đây coi. Không thấy em đi vô đây em dạo một cái thôi. Sát bên à, bên trong cái dự án luôn mà. Hồi trước đây là mình đi khoảng một năm mấy gần 2 năm rồi mình đi vô đường này nè. Đó là dự án đó mà chỉ có cái đường này thôi. Bên kia mình nhớ chưa làm, chưa sang lắp gì hết. Mở lại bụi quá bụi. Ui, đây là một con cá nè. Xe mà. Rồi, cập nhật tiến độ thi công bữa nay ha. Quý vị thấy là tiếng xe tải, xe lu xúc rồi đóng cọc mấy trộn bê tông. Rồi những anh chị vậy cũng nhận thay ca với nhau làm nữa ha. Rất là tấp nập giống như cái thành phố vậy đó. Đây mát quá, đây gần sông mát ghê luôn. Đây là khu dân cư. Quá đã. Wow. Cảm ơn quý vị nha, vui lòng đăng ký, like, subscribe kênh Phú Yên TV nha. Mình sẽ ráng cố gắng cập nhật những tình hình VinCity mới nhất của quý vị xem. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.